lúa vào nông phải xịt thuốc, xịt thuốc rồi phân bón mọi thứ. Về nông dân mình phân làm cái này nó xịt thuốc chắc cũng nhiễm thuốc, nhiễm độc thuốc. Sưởng
cơm xin ăn hả? Dạ. Ủa là na đấy không? Thì hôm nay xa như dạ. Hả phụ viên đứng luôn mấy nhỉ? Dạ, 125 không? Chân này. Ở đây chân này. Là anh đã mua tiền 125 hả? Dạ. 125 ngàn nè. Dạ. Chút cân cho 100 anh. Lấy ruột lớn á. Chứ lúa ra nhá nè. Này có lớn lớn rồi nè. Cái này lập sườn bò. Này cá lóc nướng. Cúc nướng. Cánh gà nướng. Rổ con heo nướng. Thấy ruột heo ngon để mua 100 là bạn mình. Dạ dạ. Swat đấy nó. Dạ. Swat đấy. Hôm sau đang bán cô không thấy sao. Ngày nay đúng rồi, áp đăng đấy. Dùng cho một cái dùng chắc, dùng tô chín đấy bớt. Tuy tiết rồi, anh ấy cắt nữa. Lăng lên 100 gram đi rồi cắt đó nè. Ô, có một chỗ này nè. Cái này người ta bán đồ ăn sẵn. Cái lóc nướng nè. Ây da. Thôi mình bắn bắn chứ nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.